Anh em có biết là tại sao trong quá trình mà anh em đánh, anh em hay thường bị mất bình tĩnh, và cũng như là gì, anh em hay thường có những cái cảm giác giống như là anh em đánh ấy, thì càng đánh ấy, càng thua, và thậm chí là gì, anh em thường hay bực tức trong người không ạ? Đó chính là cái cảm giác anh em bị cay cú khi mà anh em đánh thua ở những cái tay trước, đúng không? Thì cảm giác cay cú ở đây là gì? Nó sẽ xuất phát từ chính cái việc đó là anh em check cầu, đúng không? Anh em nhìn cầu và anh em thấy là cái cầu này thì rõ ràng là mình đoán là về xỉu, đúng không? Nhưng mà mình lại đoán sai mất là nó lại về tài rồi. Đấy, mình đoán về xỉu, đúng không? Mình nghĩ là trong đầu là 100% mình sẽ cầu này sẽ là ván này sẽ là xỉu tiếp, đúng không? Nhưng mình đánh thì cầu lại bẻ, hoặc là cái cảm giác mình bắt bệt nhưng cầu lại không về bệt. Đấy là rất là cay, đúng không? Và mỗi khi anh em có cái cảm giác cay cú như vậy thì cái xác suất mà anh em thua ấy thì nó sẽ càng tăng cao hơn, bởi vì lúc này cái sự bình tĩnh và cái tâm lý của anh em nó đã không có được ổn định, cũng không có được một cái tâm lý, cái sự anh em đã không trong cái trạng thái tốt nhất. Đơn giản là anh em đánh là sợ thường hay gãy, đúng không? Vậy nên là gì, trước khi chơi thì anh em hãy vượt qua cái rào cản về cái vấn đề chính là về vấn đề là tâm lý. Đấy, về vấn đề tâm lý không, đừng nên cay cú anh em nhé. Bởi vì xác định trước là như này, mình xác định trước là sẽ có bán thắng, và mình sẽ xác định trước có bán thắng có bán thua, chứ không phải là bán nào mình cũng thắng, không phải bán nào mình cũng thua, anh em hiểu không ạ? Khi mà mình có một cái phương pháp chuẩn ấy, thì mình đánh thì cái xác suất thua nó rất là thấp anh em ạ, rất là thấp luôn, anh em phải hiểu như thế cho mình nhá. Cho nên là gì, đừng bao giờ có cảm giác là cay cú trong quá trình mà anh em đánh. Đấy, cầu nó như nào thì mình sẽ đánh y như vậy, chứ không cần nhất thiết là mình cứ phải là cay cú làm gì đâu, đúng không anh em? Cầu bên này đi hơi loằng ngoằng một xíu này anh em ạ. Mình sẽ vẫn đánh theo cầu thuận bình thường nha. 6 cộng 3 bằng 9, 9 này mình đánh tài này. Thậm chí là anh em một ván thì anh em chưa làm sao đâu, nhưng mà anh em thua hai ba tay liên tiếp thì kiểu gì kiểu anh em cũng cảm giác là cay cú là có thật. Cay là thật đấy anh em ạ. Mình cũng từng như vậy rồi, nghĩa là mình đoán là ví dụ như hoặc là những cái ván mình đang đánh đều tay, thì đến một cái ván mình nghĩ là cái xác suất ván này về tài về xỉu rất là cao rồi, mình đánh mạnh tay một xíu nữa, đánh gấp 2-3 lần, đúng không? Sau đấy là gì, mình gãy thế là mình cảm giác là mình bị ấy thôi, đúng không? Thế nên là gì, anh em đánh thì không phải chú ý cho mình về cái chỗ đấy, cái chỗ là giữ cho mình một cái đầu lạnh, cái tâm lý ổn định để đánh hiệu quả nha anh em nhé. Mình đánh bừa là không thắng được đâu, đánh bừa là không thắng được đâu. Thế này đánh tài tiếp đi. Đấy, và mình vẫn khuyên anh em đó là khi mà đánh ấy, thì mình nên chọn những phương pháp, một là anh em sẽ chọn những phương pháp là anh em đánh đều tay, hai là anh em chọn tìm ra một cái cách đánh làm sao nó hiệu quả nhất. Ví dụ anh em đánh gấp thép, nhưng mà đánh gấp thép thì mình cũng phải có cách đánh anh em nhé. Đây, cầu này thì mình đang đánh theo cái phương pháp là bắt cầu theo cái con xí cầu 1. Bắt cầu theo con xí cầu 1 thì anh em cứ lấy cái con xí cầu 1 của cái ván trước cộng với con lớn nhất của cái ván vừa rồi, đấy chính là 6. Đây, con xí cầu 1 của cái ván trước này là nó nằm ở đây này, và anh em gióng ra cái cột bên này để anh em xem thì là 6 cộng với con lớn nhất của ván vừa rồi là 6, thì 6 cộng 6 bằng 12. Anh em cộng vào mà nó lớn hơn 8 thì anh em đánh tài mình, còn nhỏ hơn 8 thì anh em đánh xỉu. Bây giờ và cái trường hợp ấy mà cầu mà nó đi hai tay liên tiếp, ví dụ anh em đánh cầu thuận mà hai tay liên tiếp nó gãy, thì từ cái tay tiếp theo trở đi anh em đánh cầu đảo lại cho mình, tức là anh em đánh đảo lại kết quả cho mình nhá. Rồi, hôm nay thì về xỉu rồi, đang đi cầu 1-1 anh em ạ. Cầu đang đi cầu 1-1 thì là 5 cộng 4 bằng 9, giờ này anh em đánh tài tiếp nhá. Nếu như giả sử ván này mà tiếp tục là kết quả về xỉu tiếp, tức là hai ván liên tiếp mà cầu bị ngược lại kết quả, thì cầu này sẽ là cầu đảo anh em nhé, cầu này sẽ là cầu đảo nha. Mà nếu mà ván này vẫn kết quả vẫn chính xác là về tài, mình vẫn đánh cầu thuận bình thường thôi, anh em hiểu không? Đấy, đây là cái phương pháp mà mình đánh, mà mình sẽ kết hợp thêm là mình đánh cấp thép ở những cái tay mình tính là kết quả. Đó, mình kết hợp thêm cái việc của mình đánh gấp thép cái tay mình đánh ở những kết quả những ván vừa rồi. Đấy, cứ áp dụng tuân thủ đúng cái phương pháp và đánh như thế thì 100% là anh em sẽ không bao giờ anh em lỗ được. Đấy, và cái xác suất mà bắt cầu theo cái phương pháp là bắt cầu theo con xí cầu 1 này thì cái con số xác 1 này thì anh em xác suất tính tỷ lệ chính xác nó sẽ lên đến 90%, 89%. Đấy là về xỉu tiếp, tức là cầu này sẽ đi cầu đảo nha anh em nhé.
Thế là cầu này sẽ đi cầu đảo này. Cầu đảo thì ván đây là con lớn nhất ván vừa rồi là mấy ạ? Là 5, 5 cộng với 1 thì bằng 6, có xính có 1 ván trước là 1 nhá. Thì 5 cộng 1 bằng 6, 6 như là xỉu, nhưng vì cầu đảo nên mình sẽ đánh tài nhá. Đấy, vẫn tuân thủ cái phương pháp là mình sẽ đánh gấp thép lên nhá. Vẫn tuân thủ mình đánh theo phương pháp gấp thép lên. Chuyển sang thì anh em đó chuyển sang cầu đảo là mình phải đánh cầu đảo ngay anh em nhé. Anh em nếu mà anh em có tiếp tục đánh cầu thuận thì xác suất tỷ lệ của anh em thắng rất là thấp nha. Đây, tiếp tục này là bộ 6, 6 cộng với 3 thì bằng 9, 9 thì nó 8 thì mình đánh tài đúng không, nhưng mà vì cầu đảo mình phải đánh nhá. Đây, mình sẽ đánh ngược lại 4 tay rồi, tay này thứ 4 rồi, à tay thứ 5 chứ anh em nhỉ, tay này thứ 4, tay thứ 5 rồi. Đây là thứ 4 rồi anh em ạ. 1, 2, 3, 4 4, không, đây là thứ 5 rồi. Đây là thứ 5 rồi. Đây là 4 mà 45m, 45m thì lên được khoảng độ 42, 45 thì lên được khoảng độ 49, 49m thì là đẹp. 48 có 9m là ngon rồi. Mỗi ngày 3, mỗi ngày 3m là quá là lớn rồi anh em ạ. Anh em đừng nghĩ là con số 3m 3 triệu đây nó nhỏ nha, nhưng nếu như ngoài đời thật anh em cầm một con số đấy thì nó sẽ phải lớn như thế này. Lại tiếp tục là 9 này. Đây. 6 cộng với 6 thì bằng 12, 12 thì mình sẽ đánh xỉu nha. Cầu đảo mà. Cầu đảo mình sẽ đánh xỉu. Mà. Và khi mà anh em áp dụng thuần thục cái phương pháp cũng như là công thức này rồi thì đánh thì sẽ nhanh hơn nhé. Còn nếu mà anh em mới tập tành theo phương pháp này thì anh em cũng cần bỏ ra khoảng thời gian để anh em học cặn này, học tính này. Sau khi mà nhớ được rồi thuần thục công thức trong đầu rồi thì mình đánh dễ hơn. Cầu nó nhảy sang một ván cầu thuận. Nếu mà hai ván cầu thuận liên tiếp thì mình sẽ đánh cầu thuận nha. 5, 6, 6 tức là 6 ván tức là đánh tài nha. Đang đánh cầu đảo rồi nha. Mình đang đánh cầu đảo rồi. Lên 49m là đẹp nha. 49m là đẹp. Ngày kiếm 3-4 triệu là quá là lớn rồi các bạn. So sánh với thực tế ở ngoài thì ngày 3-4 triệu không phải là một con số nhỏ đâu. Hai ván liên tiếp là cầu nó chuyển về cầu thuận thì ván thứ ba anh em phải đánh cầu thuận cho mình. Đấy, mình cứ đánh gấp thép đều đều lên một chút.
thắng lên hơn 49m và 50m rồi anh em ạ. Xác định là thắng 3-4m thôi, nhưng mà ván này ngon quá rồi. Ngon quá rồi anh em ạ. Rồi, chính xác 10 điểm nha. Đây, còn bây giờ thì con lớn nhất là 6 rồi, và con xí ngầu 1 của bạn trước là 2, thì 6 cộng 2 thì còn 8 rồi, thì mình cũng phải bỏ rồi anh em. Khi mà kết quả bằng 8 thì mình phải bỏ rồi nhá. Rồi, ok, thì clip này thì hơi vất vả một chút, nhưng mà mình vẫn thắng được anh em nhé. Mình nói là cái tỷ lệ thắng của mình nó lên đến 99%. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Clip này thì mình sẽ dừng ở đây thôi.